Cập nhật tình hình COVID-19 cả nước hôm nay. Giả đeo khăn tang để thông chốt kiểm soát dịch. Ba người giả đeo khăn tang từ thành phố Hồ Chí Minh về bị phát hiện tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Hậu Giang vừa có thông tin về các trường hợp mắc COVID-19 mới phát hiện tại địa phương này. Trong đó có trường hợp của chị D, ngụ huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang, là một trong ba người giả đeo khăn tang từ thành phố Hồ Chí Minh về bị phát hiện tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh. Trước đó, ngày 21 tháng 8, chị D cùng với hai người cùng quê được ông T, sinh năm 1957, thường trú phường 9, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh dùng xe 16 chỗ chở về quê. Khi qua các chốt kiểm soát COVID-19 từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây, chị D với hai người đi cùng đều đeo khăn tang để lực lượng chức năng thông cảm cho qua. Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 cầu 8000, quốc lộ 61C, thuộc xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, ba người được ông T chở đã thừa nhận đang làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bị thất nghiệp nên tìm đường về quê. Nhằm qua mặt các chốt kiểm dịch nên ba người giả đeo khăn tang để lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt tưởng gia đình có tang mà cho thông chốt. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế T vì chở người về từ vùng dịch, đồng thời đưa tất cả 4 người đi cách ly theo quy định. Sau khi đưa chị D vào khu cách ly tập trung, lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm lần đầu chị D âm tính với SARS-CoV-2. Đến ngày 22 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang lấy mẫu xét nghiệm khẳng định lại bằng phương pháp RT-PCR. Kết quả ghi nhận chị D dương tính với SARS-CoV-2. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để được cập nhật những thông tin mới nhất mỗi ngày.